Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với webinar tháng 9 của Hội Phát triển Game Việt Nam với chủ đề Performance Optimization for Mobile Games. Hy vọng là mọi người cũng đã có thể check in và sẵn sàng để bắt đầu tham gia buổi webinar ngày hôm nay ạ. 4 giờ rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn buổi webinar ngày hôm nay của chúng ta nha. Webinar thì sẽ là một sự kiện hàng tháng do Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam VGDA tổ chức với mong muốn là mang đến những buổi chia sẻ kiến thức sâu và mang đến những cái buổi chia sẻ kiến thức thật là sâu thực tiễn, cũng như là tạo ra những cái giá trị thiết thực cho các thành viên của các game studio cũng như là các bạn trẻ đang muốn hiểu sâu hơn về ngành game. Và ban tổ chức cũng hy vọng là buổi hội thảo này sẽ mang lại những kiến thức vô cùng thú vị, bổ ích và có tính ứng dụng cao để gửi tới tất cả mọi người. Webinar hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua, em sẽ giới thiệu qua một chút về cái agenda của mình. 50 phút đầu tiên của webinar sẽ là phần chia sẻ của hai diễn giả với hai nội dung chính, đó là tổng quan về performance optimization và cách tìm nguyên nhân. Phần thứ hai sẽ là tối ưu trên code, những cái tips và trick và những cái kỹ thuật để chúng ta ứng dụng trong thực tế để có thể tối ưu được performance cho mobile game. 25 phút cuối của chương trình sẽ là phần Q&A giải đáp thắc mắc từ hai vị diễn giả của chúng ta. Và em cũng rất mong anh chị ở đây có thể cùng đồng hành với em cũng như là hai diễn giả trong suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình. Và đồng thời trong quá trình mà mình diễn ra chương trình hay là trong thời gian mà các diễn giả đang trình bày thì mình có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, mình có thể đặt câu hỏi trong phần hỏi và đáp của Google Meet để được ghi nhận và giải đáp nha. Và ngoài ra thì mình cũng đã có link livestream thì chị Hạnh cũng đã gửi lên phần chat rồi, mọi người có thể vào link livestream và mọi người chat ở trên đó. Và em cũng sẽ cố gắng là ghi nhận được những cái câu hỏi để có thể gửi đến các bạn diễn giả nhé. Biết là mọi người có nhìn thấy cái phần Q&A ở trong phần hỏi và đáp ở trong Google Meet không? Đó. Tức là mình sẽ đặt câu hỏi ở trong phần hỏi và đáp đó để tránh trường hợp là mình chat lên cái phần chat thì sẽ bị miss mất câu hỏi của mình nhé. Ok, và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ Ok, em thấy một cái anh Hiếu có nói là voice hơi chập chờn. Không biết là ở chỗ mọi người có bị như vậy không thì mọi người có thể comment ở phần chat cho em nhé. Voice có bị chập chờn không ạ? Mọi người ơi, để em sẽ điều chỉnh và mình okay. Tức là anh chị sẽ đợi em một xíu ha. Dạ, ok. Để em một xíu để em sẽ đổi mạng và sẽ bắt đầu chương trình của mình tốt hơn nhé. Thực sự là mọi người có nghe được kiểu lúc đó lúc không không thì em nghĩ là cái phần giới thiệu của em cũng đã phần nào giới thiệu được cái phần mở đầu cho chương trình rồi thì ngay bây giờ sẽ là phần em cũng rất là mong là hai anh diễn giả anh Tùng và anh Dương có thể mở cam cũng như là mở mic để gửi lời chào đến tất cả mọi người, các bạn khán giả cũng như là anh chị đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay được không ạ? Hai anh ơi. Hello, hello. Chào anh chị em nhé. Mình là Tùng. Senior Unity từ ESA Games. Anh Dương ơi, không biết mình có đang ở đây không? Hello,
Chào mọi người nhé, mình là Dương đến từ Haiku Game. Máy của mình thì nó không có cam nên là mình chỉ có thể thoát được thôi. Ông chắc là lời đầu em cảm ơn hai anh rất là nhiều vì đã nhận lời để chia sẻ trong buổi webinar ngày hôm nay. Sự là mời được các anh thì em cũng cảm thấy rất là vui. Ok, thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa, chắc là cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ lắng nghe phần chia sẻ của anh Tùng trước ha. Anh Tùng sẽ chia sẻ với mọi người tổng quan về performance optimization cho mobile games cũng như là cách để chúng ta tìm ra nguyên nhân. Ok, thế là em xin mời anh phần trình bày của anh Tùng luôn ạ. Xin chào anh em lần nữa. Hôm nay mình sẽ trình bày về vấn đề mobile game performance optimization, tổng quan về cái mục việc optimize này và các cái cách để phát hiện tìm nguyên nhân vấn đề. Để dàn ý thì mình sẽ trình bày sơ lược qua có 5 mục thôi. Phần một thì giới thiệu về một số cái khái niệm cơ bản cái performance, phần hai là các cái nguyên nhân để thường thường thấy, các phần sau mình sẽ nói về các công cụ phương pháp dò tìm và các nguồn tài liệu. Ok, để bắt đầu nói về cái performance thì chúng ta có một câu hỏi thường đặt ra là thế nào là một game gọi là mượt đấy, thì cái này thì với những anh em nào làm game mà đương nhiên mình sẽ nghĩ là coi như là anh em cần cả kinh nghiệm chơi game nữa, thì những cái trải nghiệm của mình qua việc chơi game, có các game anh em từng chơi thì có những game nào là mượt và những game nào là lag, hay những cái tình huống mình từng gặp thì mình cũng sẽ đương đầu lại với những cái đấy khi mà mình làm game. Và để bắt đầu định nghĩa về việc mượt thì có một khái niệm cơ bản nhất mình muốn nói đến, đó là tốc độ khung hình, frame rate. Cái này thì chắc mình sẽ nói cách rất đơn giản thôi. Để vì cái này nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể search về cái này và học thêm. Thì khái niệm này nó chỉ là cái khung hình mà cái thiết bị sẽ hiển thị ra trong 1 giây. Dụ như là phim ảnh thì thường có khái niệm là 24 hình trên giây đấy. Trong 1 giây nó sẽ vẽ lần lượt lượt đưa ra cho mình một cái hình ảnh, xóa xóa đi vẽ lại một hình ảnh khác, và tốc độ là 24 hình trong 1 giây. Với game thì sẽ là khoảng từ tầm 30 60 tốc độ trở lên, mình giây trở lên. Và với cái tốc độ hình ảnh càng mượt thì cái việc hiển thị những cái chuyển động sẽ càng chân thực, càng cảm giác liền mạch và rõ ràng. Và mình cho đây là cái khái niệm cơ bản nhất khi mà chúng ta bắt đầu nói đến vấn đề tối ưu hiệu năng performance. Có một cụm từ mọi người hay nói khi nói về một con game mà hiệu năng kém, đó là game giật và game lag. Cái bản chất của cái vấn đề này là cũng là xảy ra từ cái khái niệm tốc độ khung hình kia, frame rate, và do cái tốc độ khung hình nó bị thấp nên là cái hình ảnh nó nhìn thấy nó không liền mạch. Đồng thời là cái tốc độ khung hình thấp thì cái việc cái tốc độ mà khi nhận cái input từ dữ liệu từ chuột bàn phím, những thiết bị mà chúng ta ấn vào tương tác với game, nó sẽ chậm được thể hiện lên cái hình ảnh hơn, làm cho cảm giác bị chậm, delay khi thao tác. Ngoài ra có một cái vấn đề thường thấy nữa khi nói đến vấn đề hiệu năng mà chúng ta sẽ nói đến, đó là việc nóng máy và hao pin. Thì nếu mà anh em là chơi game nhiều thì sẽ nhận ra rất rõ ràng là có nhiều ứng dụng chúng ta mở lên thì rất là nhẹ nhàng, dùng bao lâu cũng được, máy vẫn mát và pin vẫn tụt rất là chậm, nhưng mà có những cái game chạy chỉ có 5 10 phút thôi mà đã bắt đầu cảm thấy thiết bị nó nóng nóng lên, ấm ấm ở trên tay, đến điện thoại di động, hoặc là pin chơi tầm 15 phút mà đã đi cả một phần rất nhiều phần trăm pin, khoảng 30% pin chẳng hạn. Và đây là những cái vấn đề mà được lưu ý đến khi mà chúng ta làm tối ưu hiệu năng. Ngoài ra thì nói về game mượt thì với chúng ta thường sẽ xét trên cái vấn đề vừa rồi, là game sẽ không bị giật, không bị lag, không bị nóng máy, hay là
chỉ hao pin đúng mức độ vừa đủ. Ngoài ra thì nhưng mà cái khái niệm này khá là chung chung, và với từng dự án, từng con game thì mọi người sẽ phải đánh giá được thêm một cái nữa, đó là mức độ mượt mà mình chấp nhận được khi mình làm tối ưu. Và cái này sẽ đánh giá từ đâu thì mình có liệt kê đây một số cái. Thứ nhất là chúng ta cần xác định xem là cái game của mình hướng đến thị trường là thường thị trường sẽ có một cái game tương tự mà chúng ta lo theo chẳng hạn. Như game bắn súng, chúng ta là game bắn súng, chúng ta sẽ nhìn vào những con game bắn súng đang mà chúng ta đang chơi và chúng ta muốn game của mình được như vậy thì mình sẽ tiến hành so sánh với game đấy, hay mình gọi là game đối thủ đấy. Ví dụ cùng chơi cùng một game này, trên chơi hai game trên của game của mình và game của đối thủ trên cùng một thiết bị, đo đạc các chỉ số về trải nghiệm cảm giác, mình sẽ xem là cái trải nghiệm của game mình ở mức so với đối thủ là có ổn hay không. Thì đây là một cái thước đo mà mình thường dùng. Ngoài ra thì việc đánh giá mức độ mượt chấp nhận được hay chưa của việc tối ưu thì còn dựa trên cái bản thân cái dự án mà chúng ta làm, cái dựa trên cái khả năng của team mình, teamwork, khả năng teamwork sản xuất sản phẩm. Thì có nhiều vấn đề phải giải quyết cùng một lúc, như là làm tính năng mới cho game, hoàn thiện nội dung game, content nhân vật các thứ. Thì đôi lúc là cái việc làm thêm những nội dung mới cho game hoặc là chỉnh sửa những cái vấn đề còn tồn đọng khác, như là game mà chưa hay ở chỗ nào đấy, nó lại quan trọng hơn là việc chúng ta phải tối ưu game ngay lập tức chẳng hạn. Hiện tại game có thể mức độ người ta vẫn chơi được, chỉ hao pin hơn thôi, nhưng mà đôi khi chúng ta hướng đến những là người chơi mà có thiết bị khá là tốt và họ có thể chấp nhận được điều này, không có nhiều phản ánh quá xấu trừ những thiết bị quá kém ra. Đấy thì một trong một cái chúng ta cần linh hoạt trong việc đánh giá. Ngoài ra thì đôi lúc thì tối ưu game là có thể được cái này mất cái kia. Ví dụ chúng ta đi vào cái tối ưu game như này nhưng mà lại khiến cho vô tình khiến cho cái việc thiết kế làm một tính năng gì đấy nó quá có khó khăn chẳng hạn. Thay vì việc có thể làm cách đơn giản, đưa đưa cái tính năng đấy lên sớm, hoặc là thiết kế một cái mô hình dễ làm việc, thì chúng ta lại đi theo quá đà, đi vào việc tối ưu, gây ra cái sản xuất nó quá khó. Cái này có thể thấy như là việc áp dụng một số cái design pattern mọi người thường nói là ví dụ như ECS chẳng hạn. ECS cũng là một cái pattern khá là tối ưu, nhưng mà đôi khi việc áp dụng cái này từ sớm với một số game demo thì sẽ khiến cho cái tốc độ sản xuất của sản phẩm nó bị chậm đi. Đó là một trong cái điều mà mất. Ok, mình nói sẽ từ phần tiếp theo. Đây mình sẽ trình bày qua một số cái loại nguyên nhân, các loại nguyên nhân mà mình với kinh nghiệm của mình là từng thấy. Thì mình có phân loại dựa trên cái cấu tạo điện tử của một thiết bị mà chúng ta thường dùng để chơi game. Thì các thành phần cơ bản là mình sẽ gây ra các nguyên nhân, đây là có CPU này, GPU, memory tức là bộ nhớ, và cái phần kết nối connection. Cái connection này chỉ dành riêng cho game, với game có online, các tính năng liên quan đến mạng. Còn phần lớn các nếu mà mọi người chỉ làm những game offline thì ba cái quan tâm nhất thì sẽ là CPU, GPU và phần bộ nhớ memory. Ok, chức năng của từng cái thì mình có ghi trên slide, và nói chung là cũng cái này cũng khá là quen với những anh em nào làm về công nghệ, nên là mình hy vọng sẽ không phải trình bày nhiều thêm. Vậy với những cái mình có trình bày phần trước thì nó liên quan đến mấy nguyên nhân này như thế nào. Thứ nhất đó là việc game giật, thì mình có nói là nó do FPS không đạt mức phù hợp. Ví dụ như là trên mobile thì cái yêu cầu của một game mượt thì sẽ là khoảng 60 fps, thì cái fps này khi mà nó bị xuống thấp hơn, như là mình từng thấy là có thể nó bị chạy chỉ chạy được thấp ở mức 40 fps hoặc là 40 fps, hoặc thỉnh thoảng nó bị tụt xuống đang 60 fps nhưng mà nó tụt tụt xuống khoảng 20 fps, 10 fps, hoặc nó bị khựng hẳn trong một thời gian 1-2 giây gì đấy xong lại trở về bình thường. Thì đây cũng là những cái trải nghiệm khiến cho mà chúng ta chơi game mà thấy nó gọi là giật. Ngoài ra cái hiện tượng lúc nãy của nó là game đóng máy hao pin, thì đây cũng là vấn đề do liên quan đến FPS. Có thể là game vẫn chạy được đủ 60 fps nhưng mà như là chúng ta hiểu là nó là một cỗ máy làm việc, có thể làm 60 fps một cách nhẹ nhàng, nhưng có thể làm 60 fps
với gọi là mức độ và gần đến mức tới giới hạn của nó, khiến cho cái việc tiêu hao năng lượng hay chắc là phần điện của pin nó bị nhiều hơn, và khi tiêu hao nhiều điện hơn thì cái nhiệt sinh ra nhiều hơn là trong nóng máy và hao pin. Và các nguyên nhân này thì đấy có thể đến từ ba ba cái thành phần mà mình nói là CPU, GPU và bộ nhớ, thì mình có ghi trên slide. Phần lớn là như CPU là cái phần là chủ yếu liên quan đến việc chạy những cái code logic mà ta viết, và những code này mà khi mà chưa được tối ưu thì dẫn đến cái việc CPU phải xử lý quá nhiều hoặc là thường là nặng quá mức cần thiết. GPU thì là cái việc thành phần trực tiếp là nó sẽ thực hiện được xử lý hình ảnh và xuất ra cái màn hình, nên là khi có những game mà có hiệu ứng như là ánh sáng hoặc là nhiều vật thể phức tạp, hình ảnh quá chi tiết thì không khái niệm là shader đấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến GPU, làm cho GPU bị chậm và khung hình được FPS bị tụt. Ngoài ra thì cái nữa là memory, là cái tác dụng liên quan đến đọc bộ nhớ, có thể là trong một frame đấy mà game cần đọc dữ liệu từ bộ nhớ ra, và cái bộ nhớ này cái bị tác vụ đọc vào bộ nhớ bị chậm, hoặc là game ghi vào bộ nhớ như là lúc save game chẳng hạn. Đấy thì cái việc save game đấy nặng và khiến cho cái CPU đọc bộ nhớ bị chậm theo và dẫn đến là FPS bị tụt. Ngoài ra thì có một cái những nó là game lag, thì cái là do kết nối mạng có vấn đề, đồng bộ thông tin bị lệch. Thế này anh em nào chơi game, mình chơi game online nhiều thì mình sẽ cảm nhận được cái này, hiểu cái này rất là rõ. Ví dụ như là chúng ta muốn nhân vật đi sang phải nhưng mà nó lại đứng yên chẳng hạn, và chúng ta bị đi xuyên qua tường đấy, rất nhiều cái vấn đề thường hay thấy ở game online, những game online mà có vấn đề do kết nối. Ngoài ra thì một cái nữa là khi làm tối ưu thì chúng ta cũng hay gặp nữa là cái vấn đề là game bị crash. Nó hiểu nôm na là cái game đấy đang chạy và cái thiết bị nó mệt quá, và nó không thể gồng được nữa, thế là nó cho ngắt ngắt game đi, thì đấy là crash. Cái này thì cũng là do các cái vấn đề liên quan đến code CPU hoặc là bộ nhớ. Thì có 12 cái mình ở đây, một số cái mình nói nhất là code bị quá nặng, là bị lặp vô hạn đấy, code chạy mãi không dừng, hoặc là vấn đề bộ nhớ bị quá nhiều, cấp phát ứng dụng game đòi hỏi quá nhiều bộ nhớ khiến cho thiết bị không thể đưa, bị giới hạn, thường giới hạn hết hết cái giới hạn của thiết bị đấy và game bị ứng dụng bị crash. Nói chung là có rất nhiều các cái các dấu hiệu nguyên nhân đấy, giống như việc chúng ta chữa bệnh vậy. Các bác sĩ sẽ nghe bệnh nhân than thở là tôi có bệnh gì đấy, bệnh gì đấy, tôi thấy đau chỗ này đau chỗ kia, thì những bác sĩ sẽ luôn luôn có những cái công cụ như là siêu âm này, X quang này, để thăm dò xem là điều tra xem là cái người bệnh là bị vấn đề ở chỗ nào. Thì mình cũng sẽ trình bày sang phần tiếp theo là các cái công cụ mà chúng ta phương pháp ấy, công cụ phương pháp nó thường dùng để chúng ta điều tra các vấn đề về performance. Phần này thì mình sẽ nói thiên về các cái công cụ được sử dụng với Unity, vì bản thân mình là một người làm Unity và cộng đồng Unity cũng là khá là đông hiện nay. Để hy vọng là các bạn sẽ những bạn mà nghe ở đây thì cũng là người dùng Unity. Ok, có một cái ở đây, một cái một trong những cái thứ đầu tiên mà mình làm quen khi mình mới học Unity đó là cái cửa sổ nhỏ nhỏ này, đây là Statistic Window. Cái này thì nó ở ngay cái phần màn hình khi game chạy lên editor đấy, thì ở đây là cái màn hình tóm tắt những cái thông tin cơ bản nhất để đánh giá xem là game ra chạy editor là với hiệu năng như thế nào. Trong đây ở đây có cái như là FPS là tốc độ khung hình này, và các cái thời gian chạy CPU, thời gian chạy đây là thời gian chạy mà để chạy trên một frame ấy, trong một frame là mất bao nhiêu mili giây để xử lý của CPU, bao nhiêu giây để xử lý của GPU. Ngoài ra một số cái như là số raw code này, số raw code được batching này, số transvert là những cái thông tin liên quan đến các cái vật thể 3D. Thì ở đây là những cái thông tin cơ bản nhất và có thể nhìn thấy nhiều dấu hiệu về vấn đề hiệu năng từ từ đây.
Cái phần công cụ khác đó là mà Unity làm rất là tốt, đó là cái Unity Profiler. Đây là một cái công cụ sâu hơn thì nó cho phép nó sâu vào trong mình cái đồ thị đấy, cái đồ thị mà thể hiện sự mức độ FPS thay đổi qua từng từng frame như thế nào. Mình có thể ấn vào dừng lại để xem chính xác là một frame là nó mất bao nhiêu mili giây để xử lý từng từng cái. Nhưng trong ảnh là mình cái flip chart phần CPU đấy, khi ấn vào sâu hơn thì mình có thể xem được là chính xác là CPU ở đây là cốt sách của nó là có những cái cái vấn đề nào, có những cái gọi là cốt đã được xử lý đấy, cốt đã được xử lý và nó mất bao nhiêu mili giây này, xong rồi nó có GC unlock, đây là cái phần cấp phát bộ nhớ trong 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 cốt, nó sinh ra bao nhiêu bộ nhớ mới, xong nó được gọi cả số lượng ngọn đấy cũng có này. Đấy thì mình có thể bắt đầu điều tra từ đây với việc là xem những cái dấu của cái khi một cái khung hình bị chậm, mình sẽ nhìn vào và xem là có function hoặc là code logic nào đấy hoặc tính năng nào đấy chạy mà nó tốn nhiều thời gian hơn bình thường, hoặc là nó tốn nhiều cấp phát bộ nhớ cách không cần thiết, và nhất là cái nào mà nó xảy ra liên tục qua nhiều frame, chúng ta thấy nhiều frame cùng bị, thì đấy là những cái điểm đầu tiên mà chúng ta nên xem xét vào để tìm cách xử lý vấn đề hiệu năng. Đây là cái hình ảnh về cái phần xem timeline của cái Unity Profiler, thì ở đây mình có thể xem được chính xác chi tiết ở đây là CPU là trong một frame là chúng ta mất bao nhiêu mili giây cho từng tác vụ và những tác vụ nào chạy song song với nhau, chạy nối tiếp với nhau, thì đây sẽ là một cái chỗ để nhìn sâu hơn là cái hiệu năng trên một frame đấy như thế nào, và nhất là những cái frame mà bị chậm, cái frame nào mà cái số mili giây xử lý lâu hơn bình thường. Ngoài ra thì nó cũng có những cái, những cái mình nói về có CPU, GPU và memory, thì Unity Profiler cũng có những cái công cụ cho để xem cái thông tin hai cái phần còn lại là GPU và memory. Đây là GPU vẫn có cái sơ đồ cái chat giống hết cái phần CPU và cũng có thể xem được nhiều thông tin về draw code hoặc là cái số mili giây xử lý trong trong frame. Đấy, các bạn hỏi là làm thế nào để biết chính xác số dòng code được sinh ra GC unlock, thì lúc nãy mình có đây cái phần code stack này, nó cũng có sẽ có cái phần mô tả về đúng không, nó là lời gọi function đấy, nó sẽ có hai chế độ là deep, có thể ấn vào cái deep profile để mình xem sâu hơn, thì nó sẽ có thể chưa được chính xác với nhiều code phức tạp nó chạy qua nhiều frame như enum array thì có thể hơi khó, nhưng mà ít nhất nó có thể cho mình một số cái nhìn tương đối là khu vực function nào của nó bắt đầu có dấu hiệu về GC unlock quá nhiều hoặc là unlock theo từng frame ạ. Mình có thể tiến hành nhiều cái thủ pháp để mình tiết kiệm không sinh GC unlock mới ở đây. Mình lại tiếp tục nhập GPU này. Đây là một cái nữa là frame debugger, lại nó cũng là một cái công cụ để hỗ trợ debug liên quan đến GPU. Cái này nó sẽ thể hiện rõ nhất là cái các cái lệnh gọi từ CPU sang GPU, và các cái lệnh gọi này ví dụ nó có một vật thể thì CPU sẽ tính toán nó, thì nó sẽ là nó có những cái thì logic cần thiết, sau đó đưa sang GPU, GPU sẽ sử làm việc với các thông tin về về switch trên mesh và cái shader, cái code shader cho cái vật thể đấy để nó tiến hành render ra. Thì frame debugger này thường dùng để mình hay dùng nhất là để điều tra các vấn đề liên quan đến draw code, các lời gọi này, và mình sẽ điều tra xem là vì sao cái vật thể này đáng nhẽ mình nghĩ là nó nên vẽ được một lần là vẽ được hết ra rồi, nhưng nó bị tách thành nhiều lần, nhiều lời ngọn chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ bắt đầu nhìn vào đây và điều tra. Còn đây là một cái phần về memory, thì đây là thường dùng để hỗ trợ xem là ứng dụng đang bị chiếm bộ nhiều bộ nhớ do cái gì. Đấy thì mình sẽ bắt đầu tiến hành xem ở đây. Ngoài ra thì những công cụ mới là trong công cụ ở Unity, thì ngoài ra những cái game mobile thì trên native là có Android và iOS, thì cũng có những công cụ rất là mạnh riêng.
ví dụ như là Android Studio Profiler, cái là của Android đấy, mình có thể cắm cắm thiết bị vào và xem trực tiếp là cái trên thiết bị đấy là nó đang chạy như thế nào, CPU, memory như thế nào. Thì cái này là dùng được, có thể xem được của cả những cái game mà không phải do mình làm, thì lấy bất kỳ ứng dụng trên chợ mình cắm vào mình xem, thì cái này cũng hỗ trợ cho việc là muốn so sánh với một cái game đối thủ nào đấy. Còn đây là công cụ ở Xcode, cái này cũng là những cái công cụ tương tự, cho phép chúng ta theo dõi là cái ứng dụng đang chạy trên thiết bị và tốn ở mức độ hiệu năng như thế nào. Thường hay dùng nhất là xem cái phần memory đấy. Memory hoặc là cái tiêu hao về pin. Ở đây thì mình có cái link tổng hợp của Unity về các cái công cụ mà có thể profile, và ngoài ra thì lại đưa thêm cái chụp thêm cái phần mà một số cái profile riêng của những cái GPU. Đây có thể thấy là ARM này, Snapdragon, Adreno rồi đấy, cũng có cái profiler riêng với, nên là với anh em nào mình làm cái game cần tối ưu rất là chi tiết, mình cần kỹ hơn thì có thể vào sử dụng. Cái phần lúc nãy vào phần công cụ, thứ hai là mình có trình bày thêm là các cái phương pháp nữa. Thì đôi khi là công cụ nó không thể là toàn năng, không thể tuyệt vời, và đôi lúc nó cũng thể là hơi bị ngu, chạy không đúng ý mình chẳng hạn. Có đôi khi nó cũng là cái khó dùng, mình không thể, những công cụ mới lạ lạm không không quen sử dụng và không thể sử dụng được, nói chung như thế thì mình sẽ có những cái phương pháp thủ công khác để mình áp dụng vào. Những phương pháp này là gì? Cái thứ nhất là mình hay dùng nó là cái sử dụng tính năng của Git. Git là cái sử dụng để làm quản lý version, thì chắc là anh em nào code thì cũng biết, thì mình có thể từ Git mình quay về những cái cắm mít cũ hơn, giống như là time travel ấy, có thể đi về quá khứ và mình xem là đã thay đổi những gì từ quá khứ đấy đến hiện tại, và mình có thể khi mà chúng ta phát hiện là có thể thấy là vấn đề hiệu năng nó phát sinh trong cái khoảng thời gian đấy, thì mình sẽ điều tra những cái việc mình đã làm trong thời gian đấy để dò tìm xem thằng nào là thằng gây ra lag các thứ. Có một cái phương pháp nữa, đó là cái phương pháp dò tìm. Cái này có thể nó là bật tắt thử sai thôi. Chúng ta sẽ khoanh vùng những cái vùng mà chúng ta nghi ngờ ấy. Nghi ngờ là nó gây ra vấn đề hiệu năng, mình có thể thử tắt nó đi, không chạy qua đấy, hoặc là mình chạy qua một cái phiên bản thay thế đơn giản hơn chẳng hạn. Ví dụ như là dò đường, toán dò đường thì mình thay bằng một toán là đi thẳng luôn bằng đường sin bay, đi xuyên vào thể cho nó tạo như thế để cho nó đơn giản. Mình tắt thử đi và xem thử các chỉ số về hiệu năng như thế nào. Nếu mà cái hiệu năng có cải thiện sau khi mình tắt một thứ gì đấy đi, thì mình có thể biết được ngay rằng là cái vấn đề nằm trong khu vực đấy, và mình sẽ lặp lại việc thử sai này trong trong chính khu vực đấy, mình tiếp tục lặp lại đấy, thì mỗi lần mình sẽ đi sâu hơn và đi vào phần nhỏ hơn, cuối cùng sẽ tìm ra được cái nguyên nhân chính xác. Cho nên là một cái phương pháp khá là thủ công, nhiều bước, nhưng mà nó là gần như là cái cứu cánh cuối cùng trong nhiều trường hợp. Cuối cùng mình sẽ trình bày về các cái nguồn tài liệu mà mình cho là mọi người nên nên đọc qua, đọc thử. Thì trong này sẽ có những cái ít nhất là có những cái, nếu mà mình có thể không hiểu ngay, nhưng mà cho mình những cái từ khóa, những cái công cụ để mình biết đến, và sau này khi gặp vấn đề mình có thể tìm kiếm từ đây. Thứ nhất là cái bài blog này của Unity, bài blog rất là đầy đủ về họ tổng hợp những cái tip, cái kỹ thuật công nghệ mà từ nhiều các cái bên đối tác của họ, thì họ tổng hợp thành một bài blog, và đi kèm với cái này cũng có một cái ebook nữa, thì có rất nhiều các cái hướng dẫn về tối ưu năng trong này, cả cách phát hiện và cả cách xử lý. Có một phần này là phần về cái trong những công việc của Unity, nói về cái các cái công cụ profiling cho riêng graphic phần GPU ấy. Đấy, nhưng mà thấy ở đây của nó sẽ có cái về nó về nhất là raw code và cách làm sao để tiết kiệm batching raw code đấy, hoặc là các cái thông số đọc trên cái rendering statistics như thế nào.
Cái này thì nói về cái link về các cái công cụ file nói chung của Unity thì các công cụ khác như là profiler này, memory này, cách xem log và một số cái tip về automate đấy có trong công này. Ok, đấy là phần hết phần trình bày của mình. Mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình là Tùng đến từ IEC Game. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều. Không biết là mọi người thấy sao về phần chia sẻ của anh Tùng, và mọi người có thể comment ở trong phần chat được không ạ? Em thấy mọi người vỗ tay rất là nhiều rồi. Vỗ tay pháo hoa. Cảm ơn anh Tùng. Về phần chia sẻ trong 20 phút vừa rồi thì em nghĩ là chúng ta và các bạn khán giả cũng đã có một bức tranh tổng quan hơn về performance optimization, cũng như là cách để tìm ra nguyên nhân, các công cụ để đánh giá hiệu năng. Cùng với đó là các phương pháp dò tìm mà anh đã chia sẻ cho các bạn. Nếu khi mà chúng ta không thể sử dụng cái công cụ nào khác, chúng ta phải sử dụng những cái kỹ năng của chúng ta rồi, đúng không ạ? Và chắc là cũng phần cuối chương trình thì anh cũng có chia sẻ được rất là nhiều những nguồn tài liệu, em nghĩ là mọi người có thể tham khảo thêm. Thì phần tài liệu này sẽ được gửi về link email của mọi người nhé. Ok, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và nếu như mà mọi người có bất kỳ thắc mắc nào cho anh Tùng thì mình có thể đặt trong phần Q&A nha, thì mình sẽ giải đáp ở cuối chương trình trong 25 phút cuối. Rồi, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của anh Dương. Hiện tại anh Trần Thái Dương đang là Senior Programmer tại Hyper Games. Không biết anh Dương có thể đã sẵn sàng cho phần chia sẻ của mình chưa anh Ok, ạ? mình chắc là mình bắt đầu luôn nhỉ. Dạ vâng, thì mình có thể share phần lên mình cho mọi người ạ. Thì ta sẽ đợi một chút để anh Dương có thể set up mà phần slide trình bày ha. Và trong lúc đó thì mọi người cũng có thể comment để chào đến anh Dương. Như là nếu mà có thắc mắc sẽ đặt câu hỏi cho phần tin này. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ. Em mời anh. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trần Thái Dương đến từ Haiku Game. Mình là programmer ở Haiku Game cũng 10 năm rồi. Kinh nghiệm của mình chủ yếu với Unity nên là mình sẽ trong bài hôm nay mình sẽ trình bày về Unity Coding Optimization. Thực ra thì mình nghĩ cái này nó cũng khá là cơ bản thôi, nhưng mà đôi khi mình muốn tổng hợp lại những cái kinh nghiệm của mình trong khoảng thời gian qua và muốn chia sẻ với mọi người. Phần của mình thì sẽ có 5 phần chính. Là đầu tiên mình sẽ nói về những cái nhận diện những cái slow API của Unity và mình tìm cách tránh việc sử dụng nó trong những cái tình huống không cần thiết. Thứ hai là về pull game object, rồi cái này thì rất cơ bản. Phần giữa là garbage collector thì phần này mình sẽ muốn nói nhiều hơn một chút. Còn 2 phần cuối là những cái phần mà mình muốn mọi người xác định các cái phần mà mình có thể sử dụng ứng dụng các cái thuật toán của mình, khi mà mình thấy nó bị nặng thì mình có thể chuyển hướng sang Multithread hoặc là C# system để xử lý các cái vấn đề, những cái task nặng. Mình bắt đầu với lại slow API thì như mình biết thì mình sẽ Unity cung cấp cho dev khá nhiều các cái API để cho trong quá trình code được nhanh và thuận tiện hơn, ví dụ như là send message hoặc là lấy file các game object theo loại, theo kiểu. Thì những cái hàm này dùng trong thực tế thì nó rất là thuận tiện, cho nên là nhiều khi chúng ta sử dụng nó mà chúng ta không để ý là nó là những cái hàm nặng. Mình hay dùng nó ở nhiều chỗ, ví dụ như là trong update hoặc là mình gọi bất cứ khi nào mình cần chẳng hạn. Thì cái này là mình phải cố gắng nhận diện, và ngay từ khi code ngay từ đầu là mình đã phải nhận thức rõ điều đó và mình tránh sử dụng nó ở trong những cái hàm mà thường dùng thường xuyên. Thay vì thế mình nên cách các cái reference của object lại, các behavior lại, và mình call các function, ví dụ như send message thì nhiều mình có thể dùng thay thế bằng cách là dùng qua interface của class. Mình lưu lại các list reference đến các interface và sau đó mình call các cái function, chứ thay vì mình gửi một cái message đến một game object và bắt nó phải duyệt qua các behavior để call một cái function mình muốn.
Tương tự như vậy với file game object thì mình thấy khá là nhiều bạn mới làm thì hay bị cái lỗi là hay lấy các cái object theo cái loại mình muốn, ví dụ như đi tìm các unit enemy unit chẳng hạn, thì mỗi một enemy unit có một cái kiểu được định nghĩa là enemy unit, thì sau đó các bạn ấy sẽ file object bởi cái kiểu đấy để lấy ra list enemy object trong scene. Nhưng mà phương pháp này mình không khuyến khích, nếu mà cần thực sự cần file object lúc runtime thì có thể dùng file object with tag, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng nói chung thì như kinh nghiệm của mình thì chúng ta cũng nên tránh cả hai cái hình thức này, mà nên cách trước nó để lại truy xuất khi cần. Tiếp theo thì có một số cái tương tự như là get problem in children, cái này cũng là một cái mình hay sử dụng và thường hay gọi, thì tức là nút code thì nhiều khi mình thấy nó tiện thì mình cứ côn mà mình sử dụng nó lúc chạy, nhất là mình không nhận thức được là đôi khi nó là thằng làm chậm chương trình của mình, hay là truy cập transform của game object, hay là gọi ra camera chính. Những cái API này là những cái dùng rất là thuận tiện, nên là nhiều khi dev chúng ta hay quên, thì mình nên tìm cách cách cả những cái reference này. Mình sẽ gọi transform hoặc là mình get component ở trong start và await, thì sau đó mình sử dụng khi mà mình cần. Mình chỗ này thì mình chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn là không sử dụng những cái hàm trên ở trong update. Pull game object thì cái này thì chắc là ai cũng phải biết rồi, và mình nghĩ là các bạn cũng đã làm. Mình chỉ muốn nhắc lại ở đây để chúng ta tránh bỏ quên nó thôi. Tức là Unity thì rõ ràng là khi khởi tạo một cái game object ở trong scene lúc runtime là nó sẽ phải cấp phát bộ nhớ, phải truy cập bộ nhớ ngoài, ví dụ như là load asset từ disk ra, sau đó khởi tạo object trong scene lúc runtime ấy. Thì nó là một công việc khá là tốn ta nhiều tài nguyên, vì vậy cho nên chúng ta phải tránh cái việc này gọi liên tục lúc runtime. Thì thay vì như thế, chúng ta có thể cho Unity khởi tạo một cái pool của các loại object chúng ta muốn, rồi sau đó chúng ta tái sử dụng nó. Ở đây mình có liệt kê là những cái thói quen mà mình nên có đối với những cái object hay sử dụng lại, ví dụ như là bullet, unit, enemy unit hoặc là particle, những thứ mà nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sau đó nó biến mất rồi sẽ được tái sử dụng. Và để thuận tiện cho quá trình dev, nhất là khi mình làm nhiều dự án, thì mình nên tạo một cái pool game object chung cho nhiều loại, tất cả các loại thì mình sẽ tiện hơn. Tức là nó sẽ wrap luôn cái phần các bạn cần phải khởi tạo object và destroy object, thì mình dùng thông qua một cái thằng để quản lý cái việc đấy và nó sẽ tự động tạo pool cho mình. Đây là một ví dụ của mình về một cái loại như vậy, tức là thay vì mình instantiate, gọi instantiate thì mình sẽ gọi spawn, và tương tự như vậy khi cần destroy thì mình gọi unspawn. Thì bản chất thì cái game object đó chỉ được tạo ra một lần và có thể được precache ngay khi game bắt đầu load, thay vì nó được khởi tạo ở một cái frame bất kỳ nào đấy trong thời gian của game. Phần tiếp theo là mình muốn nói về garbage collector, thì đây là một cái điển hình của Unity, bởi vì Unity sử dụng C# để làm script. Thì C# một trong công nghệ mới của C# sử dụng cộng là có garbage collector, tức là khi dev dùng C# là sẽ không cần phải tự quản lý bộ nhớ nữa, mà bộ nhớ sẽ được cấp phát, sau đó được tự động giải phóng bởi cái thằng garbage collector này. Nhưng đối với những cái game, ứng dụng game hoặc là những cái ứng dụng mà cần tốc độ phản hồi nhanh, thì cái garbage collector này nhược điểm của nó là dev không kiểm soát được khi nào nó chạy, dẫn đến là nếu mà mình tạo ra nhiều bộ nhớ và mình không sử dụng lại, mình bỏ quên nó, thì garbage collector sau đó nó sẽ phải scan memory để nó thu thập những cái bộ nhớ rác đấy và nó giải phóng.
thì nếu mình không kiểm soát được nó thì dẫn đến là ở một vài frame nào đó mà cái chương trình nó đang chạy mượt chẳng hạn thì nó lại phải chạy cái này, dẫn đến là FPS nó sẽ không được ổn định. Vì vậy nên là bản thân Unity cũng ý thức được cái vấn đề của cái Garbage Collector, họ mới mình nhớ không nhầm thì là Unity 2019 thì phải, là họ bổ sung cái gọi là incremental GC, tức là họ sẽ chia nhỏ cái công việc của cái Garbage Collector ra, thay vì nó khi Garbage Collector chạy nó sẽ scan và nó giải phóng hết những bộ nhớ nó tìm được ở trong cái frame đấy và nó block main thread ở thời điểm đấy, thì nó sẽ tự động nó cắt nhỏ cái công việc của nó ra và nó sẽ có thể chạy ở vài frame không. Cái này sẽ có thể được bật ở trong player setting như cái hình mà mình đang chụp ở đây để minh họa. Thì khi nào mà các bạn thấy rằng chương trình của mình dùng profiler ấy, mà thấy rằng nó đang bị GC lock nhiều mà mình đang chưa có đủ thời gian hay nguồn lực để mình đi dò tìm, thì có thể thử sử dụng cái này. Cái này tất nhiên là phải thử nhé, bởi vì không phải cứ dùng cái này thì là luôn luôn tốt. À, bởi vì nếu như mà chương trình của mình thay đổi reference của memory object liên tục thì vì GC nó không chạy hết trong một lần, dẫn đến là ở frame sau thay vì nó chạy tiếp phần tiếp theo thì nó lại phải đi scan lại memory lần nữa, thì đôi lúc bật cái này lên thì nó lại làm performance tệ đi. Rồi. Chính vì như thế nên là khi làm code C# mặc dù mình không phải quản lý bộ nhớ, nhưng thực tế mình lại nhận ra là trong quá trình làm việc thực tế mình lại phải cố gắng tìm hiểu nó và tối ưu memory nhiều hơn trong ngay khi code, để tránh cái việc mình sau này mình phải mất thời gian mình đi dò tìm. Thì một trong những cái ví dụ điển hình của việc tạo ra GC đó là mọi người hay sử dụng những cái bộ nhớ copy liên tục vậy, thì ví dụ như là class string chẳng hạn, là cứ mỗi khi mình tạo ra một object string là về bản chất là mình đang tạo cấp phát một cái bộ nhớ mới, và khi mình thực hiện các cái phép tính trên string ấy là nó cũng đang tạo ra các object mới, chứ không phải là nó điền vào một cái bộ nhớ đã được cấp phát sẵn. Ở đây mình có ví dụ về cái debug log này, thì nó cũng sẽ tương tự như việc nếu mà thay vì chỗ này thì bạn có thể là hiển thị một cái UI nào đấy mà cần, ví dụ như là mô tả nhân vật hay là mô tả của một cái đồ vật nào đấy, mình sẽ cần có nhiều tham số mình nối các string vào, thì bản chất chỗ này là nó đang tạo ra đến, mình sẽ là 1 2 3 4, tức là 5 string object khác nhau. Và cứ mỗi frame mà nó đều chạy như thế này thì chắc chắn là chỉ một lúc sau là cái GC nó sẽ phải làm việc rất là nhiều. Giải pháp thay thế cho cái việc này là đối với những cái string mà được tạo phức tạp thì các bạn nên sử dụng string builder. Mình khuyên các bạn nên sử dụng string builder để tạo ra ví dụ những cái như kiểu mô tả của vũ khí của nhân vật, mình sẽ truyền các cái tham số của game vào thay đổi để tạo ra string, thì ở cái hàm tạo đấy mình sẽ chỉ tạo ra một cái biến string builder thôi và mình tái sử dụng nó. Sau khi xử lý xong string mình chỉ tạo ra một cái object string sau cùng thôi. Tất nhiên nó vẫn tạo ra bộ nhớ, nhưng rõ ràng so với việc tạo ra rất nhiều object string ở đây thì String Builder nó sẽ tốt hơn trong việc cấp phát bộ nhớ. Tiếp theo là phần Unity cung cấp một số các cái API, như mình biết thì là có physics vì phần này mình hay dùng, nhưng đôi khi cái này, cái non-native API này mình nên áp dụng cho cả những cái code của mình. Tức là ví dụ như đối với những hàm mà mình ví dụ tìm các target ở trong RAM của một con unit chẳng hạn, thì thay vì mình tạo ra một cái hàm là file unit in rank và mình trả về cho người gọi một cái list, thì mình nên viết một cái hàm là cái người gọi người ta sẽ truyền cho mình cái list và mình sẽ tính toán tìm ra các unit target add vào cái list đấy, và cái list đấy là người gọi người ta quản lý, cho nên là cái việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ là do cái người gọi hàm đấy họ quyết định, thay vì cứ mỗi khi gọi vào cái hàm đấy mình lại tạo ra một cái list mới và mình đưa cho người gọi.
còn sau đó mình không quan tâm nữa, thì có thể người gọi ta sẽ chỉ sử dụng ở một cái thời điểm đấy, còn sau đó thì cái list đấy về bản chất nó sẽ là cái memory vô dụng và nó sẽ bị cái bits collector nó thu hồi sau. Thì thằng physics overlap sphere non-alloc này là một cái ví dụ của cái hàm physics mà không cấp phát bộ nhớ. Thì bằng cách sử dụng cái này thì mình có thể tạo ra một cái array sẵn chứa các cái collider mà physics sẽ trả về, tức là một cái buffer đấy, là có thể mình sẽ define tùy vào cái nhu cầu của game, có thể là 10, 20, 30 phần tử để nó sẽ trả về cho mình, tức là mình tạo ra một cái buffer sẵn có thể chứa được bằng đấy phần tử, và khi mà mình gọi cái hàm này là nó không cấp phát thêm bộ nhớ nữa, và cái bộ nhớ đấy là do mình quản lý. Một phần nữa là đối với những cái game object, tức là những cái thông tin cần truyền qua lại giữa các hàm mà họ mà nó đơn giản, thì mình nghĩ là mình thường xuyên áp dụng, đó là mình sẽ sử dụng struct thay cho class. Bởi vì các bạn biết là class, hai cái game object này được tạo ra từ struct hoặc class, thì nó sẽ đều chứa một cái kích thước bộ nhớ tương tự nhau thôi, rất là bé, nhưng mà thằng class thì cái bộ nhớ đấy nó nằm ở trong heap memory. Thì cái heap memory thì là sẽ, nó là sẽ bộ nhớ sẽ được giải phóng khi mà không có reference nào trỏ đến nó nữa. Nhưng struct này nếu mà bạn để ở trong các lời gọi hàm thì nó sẽ được lưu ở trong stack luôn. Bên trong các mình khởi tạo giá trị trong các hàm, và sau đó khi cái hàm đấy kết thúc là bộ nhớ đấy nó sẽ tự động giải phóng cùng với cái stack của function. Nó sẽ không kích hoạt cái GC để chạy. Và cuối cùng là tương tự như pool game object, thì mình khuyên các bạn nên tạo ra một cái pool do các cái, cho các cái container memory phổ biến như là list, array hoặc dictionary, để mình có thể dùng trong code một cách thuận tiện hơn, thay vì mình phải đi tự cách cho từng các cái function game của mình, mà mình nên tạo ra một cái pool manager memory riêng của mình, để mình có thể gọi, thay vì mình new một cái list của một cái kiểu T chẳng hạn, thì mình sẽ tạo ra một cái list pool của kiểu T, và khi mình claim, gọi hàm claim, thì cái list đấy nó sẽ trả về cho mình một cái list ở trong pool. Khi nào mình không dùng cái list đấy nữa thì mình gọi hàm release và nó sẽ trả về pool. Nó sẽ, cái ý tưởng của nó là tương tự như cái pool của game object. Và bằng cách áp dụng những cái thủ thuật trên, thì như kinh nghiệm của mình thì thằng Gabbis Collector sẽ được giảm tải đi rất là nhiều. Và tất nhiên thì đôi khi trong game của mình sẽ có những cái công việc mà nó tốn tài nguyên, này không thể tránh khỏi. Mình có optimize gì nhưng mà về bản chất của thuật toán nó đã là sử dụng tài nguyên nhiều thì mình không thể tránh được. Mình khuyên các bạn nên nghĩ đến multithread, bởi vì Unity thì cái cơ chế chạy của họ, engine là họ sẽ chỉ chạy, core engine là chỉ chạy trên main thread thôi. Tất cả các code C# script mà mình attach vào game object thì dù là rất nhiều game object nhưng nó cũng sẽ chỉ chạy ở trong một thread. Vì vậy với những cái task mà nặng mà nó có thể gọi bất đồng bộ, ví dụ như là truy cập input output hoặc là load một cái asset ở trong resource ra, hoặc là các cái thuật toán như là tìm đường, thì nếu mà mình để nó ở trong code một của một cái model behavior thông thường thì nó sẽ block cái main thread của mình, dẫn đến là cái frame rate hay là cái input của người chơi nó sẽ bị delay, và lúc này thì game sẽ không còn tốt nữa, performance nó sẽ không tốt nữa. Thì mình nên nghĩ đến multithread. Và khi mình triển khai multithread thì mình phải rất là cẩn trọng, bởi vì multithread nó giúp cho mình sử dụng tài nguyên CPU, bởi vì CPU bây giờ là có nhiều core rồi, cho nên là dùng multithread nó sẽ giúp mình tối ưu cái việc sử dụng cái CPU của device hơn, nhưng
việc sử dụng multithread thì nó đem đến nhiều vấn đề hơn ở chỗ là về phần quản lý xem memory và các cái vấn đề deadlock. Ngoài ra thì cái kinh nghiệm của mình thì khi mà mình dùng thread mình cũng nên tức là để performance tốt thì một cái keyword chính mà mình thường hay nghĩ đến đó là cache. Và vì vậy nên mình khuyên các bạn nên sử dụng thread pool, tức là dù mình nên thay vì tạo mới thread khi cần schedule một cái task nào đấy thì mình nên cache cái thread đấy lại và mình tái sử dụng nó khi cần, tránh việc tạo mới thread quá nhiều, nhất là trên mobile device. Vì mobile device thì các cái core CPU nó sẽ không đồng đẳng với nhau, nó sẽ có những CPU năng lượng thấp và CPU dùng năng lượng cao ấy. Thì nếu như mình cứ new thread liên tục thì dẫn đến là các gần như toàn bộ các core CPU của mình có thể nó sẽ phải sử dụng nhiều lần. Ngoài ra còn khi mà nhiều thread nó bị vượt quá cái số core của CPU là lúc đấy nó sẽ phải có cái phần gọi là chuyển context, tức là chuyển cái memory của giữa các thread với nhau, các cái instruction, cái con trỏ instruction, dẫn đến là đôi khi cái việc này nó sẽ làm cho performance của game nó tệ đi. Thế nên là mình nên dùng thread pool, có thể dùng luôn thread pool của C#, hoặc là nếu như mình không cần nhiều thread thì trong cái function của mình sẽ chặn giới hạn là mình sẽ chỉ tạo một thread và mình sẽ sử dụng lại cái thread đấy. Thì để vì sử dụng multithread của C# thì nó có nhiều vấn đề và gây khó khăn cho việc triển khai, nên là Unity cung cấp một cái hệ thống gọi là C# Job System. Đây là một hệ thống mà Unity đưa ra để tối ưu performance cho phần tính toán và tận dụng các cái hàm multithread của hệ thống của system tốt hơn. Thì vì thế nên họ mới tạo sẵn cho mình những cái buffer thread và họ đưa ra một cái gọi khái niệm gọi là job, là để mình viết các cái task tính toán ở trong đấy và nó sẽ có tối ưu ở phần chuyển dữ liệu. Tức là cái C# Job System này có nhược điểm so với cái thread thông thường, đó là nó chỉ hỗ trợ những cái kiểu dữ liệu trong memory là kiểu cơ bản, gọi là bleed table type này, thì tức là cái những cái kiểu dữ liệu mà khi nó nằm trong memory là nó không cần phải chuyển từ managed object sang unmanaged object, tức là đại nói theo nghĩa dễ hiểu như là các cái kiểu dữ liệu này là sẽ không cần GC phải chạy, nó sẽ được dùng chung giữa các cái code native ở trong C++ và code C# có thể đọc và sử dụng chung với nhau. Thì C# Job System của Unity thì sẽ có, người ta define sẵn là có 4 loại, là iJob là dùng cho những cái tác vụ thông thường. Đây là những cái tác vụ mà mình muốn họ tính toán, nó tính toán, mình lên lịch tính toán cho nó và nó chạy ở một cái worker thread và sau một lúc thì nó trả cái kết quả cho mình. Còn iJob Parallel tức là mình có thể batch được các cái tính toán đấy cho các cái phần tử, tức là dữ liệu của nó sẽ nằm ở dạng array đấy. Mình có thể cho nó tính toán song song các cái phần tử của array thay vì duyệt từng cái một. iJob Parallel for Transform thì tương tự như cái trên, nhưng mà nó có asset ở Transform để cho mình có thể thực hiện các cái nó có reference đến Transform data để cho mình có thể thay đổi cái thông tin của Transform object. Còn iJob for là một cái line giữa iJob và iJob Parallel for, tức là nó cho phép khi bạn define một cái job như thế này thì bạn có thể tùy ý lên lịch cho job này ở dưới dạng chạy ở chế độ simple hay là chạy ở chế độ song song. Ok, phần cho phần trình bày của mình đến đây là hết rồi. Mong chờ cái phần hỏi và trả lời của các bạn.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Thực sự là em cảm thấy những cái thông tin chia sẻ của mình rất là cụ thể đúng không ạ? Và anh Dương, em thấy cũng đã chia sẻ với mọi người những cái gọi là tips, tricks và cả những cái case rất là cụ thể để mọi người biết cách áp dụng và giải quyết cho mỗi trường hợp. Biết là mọi người cảm thấy như thế nào với phần chia sẻ vừa rồi của em Dương, mọi người có thể comment để giao lưu với anh Dương cũng như là chia sẻ phần cảm nghĩ của mình nha. Và em cũng đã thấy có một số câu hỏi được đặt trong phần Q&A rồi, và để mình có thể trả lời được nhiều câu hỏi hơn thì em cũng sẽ chuyển ngay sang phần Q&A trong 25 phút cuối của chương trình. Đầu tiên thì câu hỏi này thì là phần câu hỏi mà mọi người đã gửi qua form đăng ký của chương trình. Và phần đầu tiên thì em sẽ đọc các cái câu hỏi mà mọi người đã gửi qua form. Sau đó thì em sẽ chuyển sang phần là những câu hỏi mà mọi người đã đặt trong phần Q&A nha. Và những cái câu hỏi mà mình đặt trong phần Q&A thì em xin phép là sẽ được chọn những câu hỏi mà có lượt vote nhiều nhất, tức là những câu hỏi mà mọi người đã đặt ra và mọi người cảm thấy là quan tâm và muốn trả lời câu hỏi này nhất, thì mọi người vote giúp em bằng cách ấn like vào câu hỏi đó nha. Thì đến sau phần giải đáp các câu hỏi trong form đăng ký thì em sẽ chuyển qua phần giải đáp các câu hỏi mà mọi người đã đặt ở trong phần Q&A. Mình sẽ ông nhờ chị Hạnh sẽ share câu hỏi đầu tiên giúp em. Rồi, câu hỏi đầu tiên mà các bạn đã gửi về cho chương trình đó là làm sao có thể cân bằng giữa optimization performance và một số data pattern có thể ảnh hưởng đến performance. Thì câu hỏi này em xin phép sẽ được gửi đến anh Tùng nha. Anh Tùng sẽ giải đáp câu hỏi này cho bạn nhé. Ok, cái này một câu hỏi cũng thường thấy và lúc nãy mình cũng có nói sơ qua trong cái bài slide trình bày. Thì mình nhắc lại một số cái ý như thế này. Nhất là mình cần dựa vào cái ưu tiên cao nhất của dự án và tại thời điểm mà bạn đang làm đấy, thì mình ưu tiên cái gì hơn. Nếu mà mình cần một cái design pattern tốt để làm game về lâu dài, hoặc là có làm việc cho nhiều người, hoặc lại hoặc là để thực hiện một cái tính năng gì đấy mà mình tính năng gì đấy mình nhất thiết mình cho vào là mình có thể ưu tiên cái đấy hơn. Hoặc đôi khi là tại thời điểm có những thời điểm mà cái mức độ hiệu năng ở mức độ gọi là không thể chấp nhận được chẳng hạn, nó game quá khó chịu, mình nhất định mình muốn là phải cải thiện lên một mức độ đấy thì mình lại ưu tiên cái optimization hơn. Thì đấy là dựa theo cái ưu tiên tức thời của một dự án, cái đấy là dạy cái không cố định. Ngoài ra thì cái việc tối ưu này thì nó sẽ là thường được diễn ra từ từ. Các bên thì họ thường nó sẽ làm theo quy trình là mình sản xuất nhanh trước, sau đó mình sẽ tối ưu dần dần qua từng phiên bản. Tối ưu nếu mà game game tốt, các tính năng tốt và mình sẽ thêm những cái phần cải thiện về hiệu năng ở phía sau. Cái việc tính năng thứ tối ưu đang là thường đi kèm những cái kế hoạch là refactor code cả, đi kèm những cái vấn đề khác không chỉ là hiệu năng mà có liên quan đến tổ chức code các thứ nữa, là mình sẽ là mình làm theo cùng đấy. Đấy, trong quá trình vào DevOps sản phẩm đấy. Đấy, mình trả lời như thế. Đây là... Em cảm ơn anh Tú rất nhiều. Mình sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi này thì em xin phép sẽ gửi đến Thanh Dương để giải đáp cho bạn. Câu hỏi của bạn đó là cho em hỏi, đối với những dạng game hyper-casual hay là game survival thì có cần thực sự tối ưu không? Và nếu tối ưu code thì có các tài liệu nào tham khảo hoặc sách nào để giúp DevOps skill này hay không ạ? Ok, với câu hỏi này thì mình có một cái trả lời nó chung hơn tức là này, tức là đối với game hay kể cả các ứng dụng nào đi chăng nữa thì mình cũng nên có cái cách tiếp cận là nên tìm cách tối ưu nó ngay từ đầu. Tức là thay vì mình cứ vừa làm mà mình sẽ nghĩ là mình sẽ để cái phần optimize đấy ra đằng sau thì mình nên nghĩ đến nó ngay từ đầu, nhưng đúng như bạn Tùng nói là mình sẽ không nên quá chú trọng nó. Tức là ví dụ khi code thì có những cái thói quen như mình chia sẻ ban đầu là mình nên xây dựng cái những cái thói quen đấy để mình làm nó được có một cái những đoạn code tốt hoặc là performance code nó đã tốt rồi thì về sau mình sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết cái bài toán performance nữa.
Như mình hiểu thì là bạn đang quan tâm đến game hyper casual hay game survival IO, thì như mình biết thì nếu mà nào thế hai thể loại này thì chắc chắn mình sẽ phải cần tối ưu và tối ưu nhiều chứ, bởi vì hyper casual thì mình phải blast được cái lượng cài đặt install lên thì mình sẽ phải tối ưu code để làm sao nó có thể chạy được trên càng nhiều thiết bị càng tốt. Đấy. Còn phần tài liệu tham khảo thì mình thấy ở cuối bài slide của Tùng cũng đã có nhiều cái phần trích dẫn rồi, và mình nghĩ là các bạn có thể xem ở đó. Vâng, em cảm ơn anh Dương. Và hy vọng là với câu trả lời của anh Dương thì các bạn cũng đã có thể giải đáp cho câu hỏi của mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba ngay sau đây. Đó là làm thế nào để tối ưu bộ nhớ và render performance với các tầng game có số lượng texture quá lớn và với kích thước và số lượng trên 1.000. Không biết là anh Tùng có thể giải đáp cho bạn câu hỏi này không ạ? Ok, nay thì mình có một số cái phương án để tối ưu như thế này. Cái này cũng dựa trên cái mình research thôi. Còn kinh nghiệm làm một dự án quá lớn thì chắc là mình cũng gọi chưa gọi là quá đầy đủ, nhưng mà dựa trên những gì mình đọc được và mình tìm hiểu được cho những cái dự án cỡ nhỏ nhỏ vừa, thì có một số cái phương pháp như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ thử xử lý những gì mà hiển thị và nhìn thấy được qua camera chẳng hạn. Thì ví dụ như là những vật thể ở trước mắt, có những vật thể ở phía sau lưng mình là góc nhìn của mình là camera ấy, thì cũng có thể ở phía sau lưng hoặc phía không nhìn thấy, thì mình sẽ không không xử lý nó. Đi kèm với đấy là những cái texture ấy, những cái về logic các thứ mình có thể lược bớt những cái mình không nhìn thấy. Cái này thì Unity có một cái tính năng hoàn toàn mà mọi người có thể biết là cái occlusion cooling, là cái để xử lý cho được những gì không hiển thị là mình sẽ bỏ đi. Ngoài ra một cái kỹ thuật nữa, cái này dùng chung cho nhiều engine được, đó là level detail. Thì cái này cơ chế của nó là vật gì mà ở gần ngay rất sát chẳng hạn, chúng ta cần nhìn rõ thì mình sẽ ưu tiên để hiển thị nó một cách tốt nhất, dùng texture đẹp. Nếu có thể nào ở xa hơn ở thì mình sẽ dùng những cái texture mức độ thấp hơn, dùng những texture nhẹ hơn để mình hiển thị vật ở xa. Và có thể là những vật ở rất là xa này mà. Thì có một kỹ thuật đó là billboard, thì mình sẽ fake cả những vật thể 3D mình sẽ đưa về 2D, dùng nó chỉ là một cái vật 2D và vì nó ở xa nên nhìn sẽ không nhận ra là sự khác biệt. Nói chung là nó giống như là ảo thuật vậy, nó có những cái mà chúng ta có thể kỹ thuật đấy mà mình áp dụng mình thực tế trông trông thì là thật nhưng mà ra lại là fake ở trong công game. Đấy là hy vọng cái này trả lời được câu hỏi của bạn. Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh. Nếu như là bạn có thắc mắc gì thêm thì mọi người cũng có thể comment hoặc là đặt câu hỏi thêm sâu hơn về các cái phần trả lời của anh nha. Chúng ta sẽ đi đến câu hỏi thứ tư. Addressable Unity có thể tối ưu được performance optimization đối với mobile game không? Câu hỏi này anh chị xin phép được gửi đến anh Dương nha. Đối với cái này thì mình có kinh nghiệm làm việc với addressable rồi, thì mình thấy performance của addressable về bản chất là rất là tốt. Dưới background của nó thì nó vẫn là asset bundler thôi, và nó có thể load được, tức là dùng nó thay cho việc dùng resource load được bình thường, và mình cũng đã sử dụng và mình thấy không vấn đề gì, performance vẫn đủ tốt. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ năm nên sẽ gửi đến anh Tùng, đó là tối ưu mét cho các mô đồ thì cần thể hiện chi tiết như thế nào. Cái này thì về chung chung của nó thì mesh nó là cấu tạo từ những cái người ta gọi là trees ở vertex ấy, tức là những cái đỉnh và những cái mặt mặt đa diện trên của vật thể. Thì những vật thể mà có số lượng cái đỉnh và đa diện này càng ít thì nó sẽ càng dễ hiển thị hơn, càng nhẹ để xử lý hơn. Thế nên việc tối ưu là mình sẽ làm thế nào để mình vừa thể hiện được chi tiết mà vừa vừa nhìn thấy rất là chi tiết, nhưng mà thực tế bản chất là làm sao để giảm được cái số đỉnh này đi, số đỉnh số đa diện đi đi được nhiều nhất có thể. Thì một số cách là như là mình sẽ giảm một phần khuất, phần không nhìn thấy, như mình có nói. Có những vật thể là chỉ mình nhìn thấy từ phía trước chẳng hạn, chỉ nhìn thấy nó từ mặt trước, nên là nhiều khi người ta sẽ làm
rất là pha cây ở mặt và sau lưng, hoặc là có những vật thể nó người ta chỉ thấy ở mặt ngoài thì có những mặt bên trong của nó. Nhiều khi là những bạn làm 3D họ sẽ để nhiều cái thông tin thừa ngay bên trong những cái đỉnh, ngay bên trong của vật thể, cũng là một cái mình không nhìn thấy. Ngoài ra thì một số vật thể chi tiết thì người ta có một cái kỹ thuật hay 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 sử dụng, đó là dùng normal map, tức là với một mặt phẳng vật thể không hẳn là phẳng hoặc là nó sẽ gồ ghề một chút chẳng hạn, mình có thể áp dụng cái normal map là cái kiểu là một cái bức ảnh mô tả cái ánh sáng phản chiếu trên mặt phẳng như thế nào. Đôi khi mình có thể dùng cái đấy để làm giả cái hiệu ứng cong hoặc là sần sùi, một số hiệu ứng trông có vẻ rất là chi tiết, vật thể rất chi tiết nhưng mà chỉ dùng một số lượng cái model mesh rất là vừa phải để diễn tả đó, thì cái đấy gọi là normal map. Cái này mình có thể search ngay trên wiki cũng có. Ngoài ra thì một số cái nữa là với một số mesh mà có một số vật thể mà có thể đi cùng với nhau ấy. Ví dụ như là chung là bàn ghế, những vật thể mà nó sẽ đặt trong đại cảnh mà nó liền với nhau, và đôi khi là vật thể này đi thành một bộ và có thể hỗ trợ, có thể gộp nó làm một để tối ưu riêng cho cái cụm đấy. Ví dụ trong cụm đấy có thể là che vật thể kia chẳng hạn, thì cái phần bị che đấy mình cũng là tối ưu bằng cách là mình phách cái phần không nhìn thấy đấy. Cái nguyên lý chung của nó là nhất là không nhìn thấy thì mình pha ke, và thứ hai là kết hợp với nông mát. Đấy, câu trả lời mình là như vậy. Câu trả lời của anh em thấy cũng đã khá là rõ ràng rồi và hy vọng có thể giải đáp cho bạn một phần nào đó cái thắc mắc của mình. Câu hỏi tiếp theo ngay sau đây đó là liên quan đến tối ưu âm thanh. Cho em hỏi là nếu lượng âm thanh trong game nhiều thì mình có cách nào để tối ưu âm thanh không ạ? Tức là câu hỏi này thì anh Dương sẽ giải đáp với bạn nhé. Về phần này thì mình nghĩ là nó cũng giống như những cái phần trước ấy, thì là mình các bạn nên cách thứ nhất là nếu mà lượng âm thanh trong game nhiều nhưng mà thực ra thì những cái mà cần phát cùng lúc là nó sẽ có thể thấp hơn rất là nhiều, thì thay vì thế mình lốt tất cả những cái lượng âm thanh cần thiết vào game ngay từ đầu thì bạn nên delay cái việc đấy lại, tức là khi nào cần những cái lượng âm thanh nhất định thì mình mới lốt ra, và thứ hai là mình sẽ có một cái hệ thống quản lý để chặn cái lượng âm thanh, cái số âm thanh phát ra cùng lúc chẳng hạn. Thì lúc đấy cái tức là có thể mình có đến 100 con unit cùng dính hit ở một frame nhưng mà mình sẽ không phát tất cả 100 cái âm thanh hit của tất cả các con đấy, mà mình sẽ chỉ phát tối đa đến 2-3 con. Nào, về mặt visual, về mặt cái cảm nhận người chơi thì người ta sẽ rất khó nhận ra sự khác biệt đấy. Đấy. Nên mình sẽ phải tìm cách giới hạn cái số nhiều đấy. Cái gì mà quá nhiều thì mình phải tìm cách giảm nó đi, và như phần lúc nãy của Tùng trình bày về mesh cũng thế, tức là mình phải tìm cách cắt giảm những cái mà mình thấy là nó không cần thiết, nó không đem lại nhiều về cái cảm nhận của người chơi, mình phải có thể cắt giảm đi. Như đây là một cái tip đúng không ạ? Một cái tip để mọi người có thể tối ưu phần âm thanh trong game. Thì mình sẽ đến ngay với câu hỏi thứ bảy. Có thể biết đâu là giới hạn của sự tối ưu hay không, và hay nói cách khác là có thể tối ưu cái con mình hơn nữa được không? Ủa, em cảm thấy câu hỏi này rất là hay. Tức là khi mà mình tối ưu thì mình làm thế nào để biết là khi nào đó là một cái phương án tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi? Thì câu này mong anh Tùng dễ nhỉ? Cái này thì lúc nãy có trình bày qua trong slide đấy, thì trong những cái mình thường dùng nhất để đánh giá là mình sẽ nhìn vào một con game mà mình muốn làm. Ví dụ bây giờ mình rất là đang làm một game giống như Dota, mình rất thích chơi Dota, mình chơi cái đấy xong mình so sánh với cùng một cái máy tính của mình chơi Dota cấu hình cao nhất, thì cái máy nó chạy như thế nào, có GPU, CPU, mình sẽ quan sát các thông số của máy. Đồng thời mình cũng làm con game bắt chước Dota đấy, mình chạy thử cấu hình đẹp nhất có thể. Thì mình sẽ cũng đo qua chỉ số với nhau, với làm sao để nói chung là với cùng một chất lượng mình muốn đem đến trải nghiệm cho người chơi, và cái điều kiện trên thiết bị, cái mức độ hiệu năng trên thiết bị nó tương đương với cả, hoặc là có thể là ít nhất là tương đương với con game mình rất là thích đấy rồi, thì mình sẽ hài lòng với cái mức độ đấy. Ngoài ra thì đôi khi là cái việc tối ưu này nó cũng sẽ bị giới hạn lại bởi cái
cái giới hạn của chính những cái thiết bị phần cứng hiện có hiện đang trên thị trường chẳng hạn. Những cái chip bây giờ người ta chỉ làm đến một cái xung nhịp nhất định, thì với những cái game mà nào đó mình đã tối ưu đến mức hết có thể rồi, nhưng mà nó vẫn có một số điểm gì đấy là cái chip nó không thể làm tốt hơn được, thì mình có thể mình chắc phải đợi thêm, thì những cái về sau một số thời gian thì những công nghệ thay đổi cập nhật hơn, có những kỹ thuật mới là mình sẽ nghiên cứu tìm hiểu, thì cũng mới là thời điểm này chúng ta có thể tiếp tục việc tối ưu. Trả lời mình như thế. Cảm ơn anh. Đúng là việc của em thì nó sẽ không chỉ đến từ cái tác động bên trong, mình có thể chủ động, nhưng nó cũng có phụ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài nữa. Hy vọng là mọi người có thể kết hợp những cái gì đó, mình cân bằng, mình có thể đưa ra được những phương án tối ưu. Thứ nhất, thì câu hỏi thứ 8 này thì em nghĩ là phần ở trên câu hỏi chính của bạn sẽ là làm sao để giảm cho khô khi phải optimize một game dạng social multiplayer có nhiều character 2D từ mỗi style cùng xuất hiện trong một scene. Và phần dưới thì bạn có giải thích cụ thể hơn, đó là mỗi phần trang phục là một tấm try 2D vì số lượng trang phục nhiều nên phải lưu thành nhiều tấm try alloc khác nhau. Và hiện tại có khoảng 7 tấm theo 048 hay theo 048. Và user được phép thay đổi trang phục tự do, thì ra Unity phải loát từ nhiều alloc làm tăng số draw khô lên cao. Mỗi character thì trên màn hình sẽ chiếm khoảng 24 draw khô. Câu này hỏi này rất là cụ thể đấy ạ, thì mong anh Dương có thể giải đáp cho bạn ạ. Với cái câu hỏi như này thì mình nghĩ đến một cái chiến thuật, tức là mình như như này là mình có thể thay đổi cái cách tiếp cận, tức là mình bách những cái phần trang phục mà nó giống nhau vào trong một raw code ấy. Tức là mình sẽ không phải mình render mỗi cái character riêng và mỗi cái character đấy 24 raw code nữa, mà thực ra là mình đang render nhiều phần giống nhau của các cái tờ khác nhau ấy. Hiện tại thì bạn đang có ví dụ như ở đây ghi là khoảng 7 tấm sprite alert đúng không? Thì lúc đấy mình có thể tách rằng dạng ví dụ như khoảng 7 cái raw code cho các cái phần khác nhau của các cái character. Không không mình không rõ là bạn có thể hiểu rõ đúng ý mình không, tức là khi Unity nó ví dụ dynamic batching chẳng hạn, thì những cái nào mà cùng material thì nó sẽ được batch lại với nhau, các cái mesh cùng material sẽ được batch lại với nhau, dẫn đến là ở đây mình có 7 cái sprite alert, thì thực ra là mình chỉ cần 7 raw code để mình raw các cái phần trên cái alert, trên cùng một cái alert này để hiển thị trên scene. Tức là lúc đấy ví dụ trên màn hình của mình có thể có đến 50 character, nhưng mà họ dùng chung 50 cái tờ đấy, họ chia sẻ chung 7 cái sprite này, thì nó sẽ chỉ sau khi nó calculate ra cái mesh tổng thì nó sẽ chỉ draw có 7 lần thôi. Không biết bạn hỏi qua đây không để có Dạ. thắc mắc gì về phần trả lời của mình không nhỉ? Rất cảm ơn phần trả lời của anh Phương. Em nghĩ là nếu mà bạn có thắc mắc gì thì bạn cũng có thể hỏi ở trên phần chat luôn. Chắc là mình sẽ nhắn trên phần chat luôn. Không bị miss ở trong các câu hỏi mà mọi người đã đặt trước đó. Mình sẽ đi sang những câu hỏi cuối cùng ở trong phần hỏi và đáp mà các bạn đã gửi về phong đăng ký nha. Câu hỏi này thì em sẽ gửi đến anh Tùng. Cần làm gì khi không xác định được nguyên nhân và vấn đề? Có thể là do kinh nghiệm hay là do trình độ hay là nguyên nhân. Okay, mình xin được trả lời như thế này. Nói chung là khi mà là mình có thể là nhiều lúc mình cũng hay gặp phải cái này, là mình làm việc tối ưu performance đấy, hoặc là những khi gặp những cái lỗi phức tạp chẳng hạn, những cái về code nói chung thôi, thì trong những cái mình thường làm mình sẽ đọc thêm tài liệu, tìm những cái tài liệu hoặc là những cái blog liên quan đến vấn đề, có thể là document cũng được, mình đọc về cái vấn đề liên quan đến khu vực code mà mình đang làm việc. Những cái đọc là làm gì, cũng đôi khi là kiến thức không thể dùng ngay, nhưng mà mình sẽ sử dụng được những từ khóa mình đọc thì có thể có liên quan, mình dùng từ khóa đấy mình tìm kiếm tiếp. Nói chung là cái việc tìm kiếm Em Google là một kỹ năng mà cần phải thường xuyên rèn luyện với dev, ngay cả những vấn đề đấy dùng
vấn đề mình nhất là vấn đề của mình đang không biết là đi từ đâu, thì tìm được từ khóa làm cho bước đầu tiên là bắt đầu đi đến được cái câu trả lời đúng cho vấn đề. Ngoài ra thì lúc nãy mình trình bày có một số cái phương pháp đi kèm khác nữa, như là sử dụng điều tra từ lịch sử hit history này, hoặc là mà tắt thử sai những cái phân vùng mà mình nghi là có liên quan để mình tìm được khoanh vùng nhỏ lại và tìm được chính xác cái khu vực gây ra vấn đề. Thì đấy là phương pháp thủ công, có thể mất nhiều thời gian nhưng mà nó sẽ giúp được đôi khi giải quyết được vấn đề một cách nhanh nhất. Câu trả lời của mình như vậy nhé. Cảm ơn anh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi đến câu hỏi cuối cùng khi mà các bạn đã gửi về trong form đăng ký. Quan điểm của anh về việc dùng reflection trong quan tham để phản quyết. Anh Dương ơi, anh Dương thì giải đáp cho bạn câu hỏi này nghe được không ạ? Phần này thì quan điểm của mình thì nó cũng ngắn gọn thôi, là mình không khuyến khích để sử dụng cái này. Lý do là vì Unity khi build ILCVP thì nó build AOT đến là nếu mình dùng reflection thì có thể nó sẽ không lấy được đủ cái thông tin của class method, dẫn đến là có thể gây lỗi. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc phần hỏi và đáp cho các câu hỏi các bạn đã gửi về trong form đăng ký ở đây ha. Và trong phần Q&A của chương trình thì em cũng đã thấy mọi người đang đặt câu hỏi ở đây. Có hai câu hỏi đang được vote cao nhất 13 phút thì em sẽ xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên và sẽ gửi đến hai anh luôn, vì em thấy câu hỏi này mọi người vote khá là nhanh và em nghĩ là mọi người sẽ cũng muốn nghe được chia sẻ từ cả hai anh. Anh có thể cho một số ví dụ thực tiễn khi sử dụng job system được không? Như là anh Tùng có thể chia sẻ trước phần này được không ạ? Cái này Câu hỏi là job system đúng không nhỉ? Anh nghe không rõ lắm. dạ vâng, một số ví dụ thực tiễn của job system ạ. Anh cứ trả lời trước cho có gì thì tí nữa nhờ anh Dương bổ sung thêm. Thì job system thì theo anh biết là được xây dựng để tiến hành làm những tác vụ nặng hoặc là tác vụ có thể xử lý song song được. Thì mình lúc mới còn trình bày qua là về Unity có một cái ở main thread, thì nếu mà những cái gì mà xử lý trên main thread mà mình hiểu là main thread là một ông làm việc chính chẳng hạn, ông ấy sẽ làm những cái gì mà đưa ra cho người dùng xem. Nếu ông này làm việc quá nặng thì sẽ khiến cho cái hiển thị nó bị chậm. Nhưng mà mình có thể dùng một cách khác là mình sẽ đưa việc của ông main thread này sang cho một số ông khác, ở những thread khác ông ấy làm giúp và làm song song, thì một số việc nặng ông ấy có thể làm, hoặc là những việc mà có thể chia cho nhiều người cùng một lúc chẳng hạn, như là thao tác với mảng và những cái dữ liệu thuần túy không không cần phải đích thân ông main thread, là ông có nhiều cái khả năng để làm việc với đôi ông khác phụ giúp. Thì đấy là cái job system, là cái việc chia để hỗ trợ để chia việc như thế. Và cái này thì cũng thường dùng trong một số game mà có cái logic phức tạp, như là vật lý chẳng hạn. Một số game mà vật lý của nó khá là phức tạp thì mình từng thấy thì có thể phải viết lại một cái hệ thống vật lý riêng custom, thì cái job system là một cái hỗ trợ cho việc như thế, là một xử lý một cái việc khá là nặng. Hy vọng anh Dương có bổ sung thêm không anh nhỉ? Mình thấy bên mình chỉ bổ sung cái phần gọi là ví dụ thôi, tức là bạn có thể sử dụng những cái job system đấy cho những cái tác vụ nặng, hàm tính toán lớn, ví dụ như là tìm đường, pathfinding, hoặc là xử lý di chuyển của những khi mà số lượng quái rất là đông. Mình đã từng sử dụng với một cái mô hình kiểu tương tự như server IO chẳng hạn, thì thay vì dùng 5 mét mình sẽ chỉ để dùng được khoảng vài chục đến 100 con unit, là game mobile của mình bắt đầu cái frame nó bắt đầu drop rồi. Nhưng mà bằng việc sử dụng C# system để di chuyển cái transform, là mình có thể đẩy cái con số đấy lên vài trăm. Rất là cảm ơn phần trả lời của hai anh.
Hy vọng là câu trả lời lời này cũng đã giải đáp được mắc của ok em thấy 14 bốt ở đây. Và cũng như là tất cả anh chị đã đặt câu hỏi. Rồi có một câu hỏi đã vượt lên số bốt là 17 bốt. Đó là khi mà mình sử dụng app meditation thì ARN của viên tăng rất nhiều, có cách nào để khắc phục vấn đề này hay không? Các câu hỏi thì hai anh có thể theo dõi ở phần hỏi và đáp. Ở phần hoạt động thì mình sẽ nhìn thấy câu hỏi của bạn dễ hơn, là em cũng vẫn sẽ đọc nhưng mà nếu mà các anh có thể theo dõi ở trong đó thì em nghĩ là mình sẽ dễ mình trả lời cho các bạn hơn. Thì phần này em cũng rất Này là dễ anh đó. có thì thấy rồi, thì chắc là anh trả lời lần sửa trước nhá. Thì cái này A là ANR với mình đúng là ANR up not responding, thì là nó là tỷ, nó chính là tỷ lệ mà game bị crash đấy. Thì cái này thì cũng đúng là hay gặp với app meditation thật. Thì cái này thường xảy ra khi mà chúng ta cập nhật tới một phiên bản app meditation mới từ một phiên bản mà đang sử dụng, thì phiên bản mới nó sẽ gây ra, thường sẽ nhiều khi chính bên họ bên làm admin họ chưa test kỹ cái vấn đề xảy ra trên với phiên bản mới của họ nên gây ra lỗi khi mà đưa sang các game. Nên là một trong những cách dễ nhất đó là mình sẽ tạm thời quay về dùng phiên bản cũ, đưa về phiên bản cũ hơn mà ổn định hơn của cái admin này, thì đấy là cái phương án mà mình nghĩ là phù hợp để xử lý. Nên là anh Dương có thêm ý kiến hay là không gì thêm cho câu hỏi không? Mình có một chút ý kiến về cái câu hỏi này như này, tức là theo mình hiểu thì cái app not responding này của bạn, cái rate có thể bị tăng, thì một trong những cách mình có thể thử giải quyết đó là app not respond, tức là khi mà các cái app meditation ấy về bản chất là nó chạy trên một cái activity khác ở trên Android, thì nó khi nó call về cái Unity Activity ấy, nó call sang main thread của Unity, thì nếu như mà mình listen một, tức là thường thì mình sẽ phải listen cái callback từ 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 cái at library at SDK, thì khi nó call về mà mình làm một cái tác vụ gì đấy nặng ở cái thời điểm đấy thì nó có thể dẫn đến làm cho cái phản hồi của game mình khi nó back từ quảng cáo trở về game hoặc khi nó load cái ạt đấy lên nó bị chậm, vì nó sẽ bị block mất khoảng một thời gian ngắn, thì Google nó nhận ra cái thời điểm đấy thì nó sẽ coi là app lúc đấy là not running và nó tăng cái rate lên. Thì có một cách là các bạn ở trong các hàm callback của SDK thì các bạn có thể không nên xử lý ngay cái thông tin mà mình nhận được về từ 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 SDK, mà các bạn chỉ cách lấy cái thông tin đấy thôi và mình sẽ xử lý nó sau. Đấy là một cách. Thì mình hay sử dụng cái main thread dispatcher, là một cái khá là tốt để cho mình có thể sử dụng, tức là mình khi mình nhận về mình không xử lý luôn mà mình sẽ đẩy nó vào cái queue, mình lấy cái thông tin đấy và mình xử lý sau ở trong main thread của Unity. Còn tất nhiên nếu mà vấn đề nằm ở phía SDK của của Ad thì chịu rồi, chỉ có cách là thay đổi version và thử thôi. Phần của mình đến đây. Ừ. Em Cảm cảm ơn anh. Và ơn Ui, sorry mọi người một chút trục trặc kỹ thuật. Và cũng anh nghĩ là do thời gian có hạn nên là chúng ta sẽ đến với hai câu hỏi cuối cùng. Thì hai câu hỏi cuối cùng này em rất là mong trong số những câu hỏi mà các bạn đặt ở đây thì không biết là anh Dương cũng như là anh Tùng có một câu hỏi nào mình cảm thấy tâm đắc và mong muốn giải đáp cho các bạn hay không, thì hai anh có thể pick những một trong những câu hỏi này. Và đây sẽ cũng sẽ là hai câu hỏi cuối cùng để trước khi mình kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Cái Tùng chọn trước.
này chắc là anh trả lời trước luôn một câu nhé. Có một bạn hỏi là nếu dùng Corontin nhiều thì có ảnh hưởng tới hiệu năng game không? Thì cái này anh trả lời là cũng cái Corontin là một function gọi là gần như là một dạng slow PI mà cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu năng game nếu mình lạm dụng nó quá nhiều. Nhưng mà cái này thì mình chính xác là mình vẫn phải sử dụng vì Corontin là một cái công cụ rất là tốt để xử lý những cái code logic mà chạy theo thời gian, tự làm một việc xong nghỉ một lúc xong lại làm tiếp chẳng hạn, và cũng cả những cái hiệu ứng mà chuỗi của những cái animation liền nhau cũng là thường hay dùng Corontin để chạy code. Thì có một số cái lưu ý là Corontin này là khi mà dùng đến Corontin thì gõ đến nó có phát sinh đến sinh alloc bộ nhớ, thì để tránh theo GC phải chạy quá nhiều thì mình thường hạn chế là tái sử dụng cái U-return đấy, nó sẽ có một cái object là new new một cái object để chờ bao nhiêu giây thì mình có thể tái sử dụng cái đấy. Ngoài ra thì mình cũng có thể tránh những cái cách xử lý mà còn nhìn mình từng thấy nhiều bạn là xử lý Corontin cho nó chạy khá là thường xuyên trong update chẳng hạn, update chạy xong xong để xử lý một cái rất là ít thôi, xong mình lại chạy lần khác làm cho việc stack Corontin diễn ra nhiều lần. Thì cái này là một cái mình tránh, mình tìm cách làm sao để có Corontin được ít lần nhất có thể và dùng dùng một lần nhưng mà có thể dùng được lâu dài và cho nhiều việc. Mình có trả lời của mình như thế. Rồi, em cảm ơn anh Tùng. Và chắc là câu hỏi cuối cùng thì em sẽ xin phép nhờ anh Dương chọn cũng như là giải đáp cho các bạn nha. Ok, chắc mình chọn luôn cái đăng 11 vốt này đi. Là bạn hỏi về cái việc sử dụng delegate thì mình giữa hai phương pháp là viết cộng bằng hay là dùng lưu và lít. Mình thì theo thói quen thì mình sẽ không dùng lít bởi vì mình ngại cái việc phải quản lý hoặc là cấp phát các cái lít mới, nên mình thường sẽ hay dùng cái observer pattern kiểu như bạn đang nói đây, là dùng kiểu cộng bằng, tức là dùng dưới dạng event để multicast. Còn thực sự thì mình cũng chưa từng đo hay là thử để biết được là cái phương pháp nào nó tối ưu hơn đối với hai cái cách này. Thì có lẽ bạn nên thử, nếu mà bạn quan tâm thì có thể làm một bài test. Còn như trong ứng dụng thực tế thì mình chưa hề test thử giữa hai phương án này để biết được cái nào tốt hơn. Nhưng theo thói quen thì mình hay dùng cái multicast. Rồi. Hy vọng là câu của anh Dương cũng như là anh Tùng đã giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc của mình cũng như là phần chia sẻ vừa rồi của hai anh. Em thấy rất là gọi ra ta mọi người từ khi chơi vào đến bây giờ mọi người vẫn ở lại rất là đông. Em thực sự cảm thấy rất là vui và biết ơn về điều đấy. Nên là rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em cũng như là hai diễn giả từ đầu chương trình đến giờ cũng 90 phút rồi. Và em xin phép là để chúng ta lưu lại cái kỷ niệm của buổi webinar hôm nay thì mọi người có thể bật cam và chúng ta cùng chụp một bức ảnh được không ạ? Em cũng rất mong mọi người có thể, tại vì hơn 200 người ở đây, em rất là mong mọi Mình người xin lỗi là không tham gia được cái phần chụp ảnh. rồi chắc là em sẽ để cho mọi người 1 2 phút nha, 1 2 phút để một phút để mọi người bật cam, và trong khi đó thì em cũng mong là Tùng cũng như là anh Dương có một chút cảm nghĩ hay một chút chia sẻ gì đó cho các bạn trong buổi webinar ngày hôm nay. Với em thì em cảm thấy rất là biết ơn vì mọi người đã ở đây cũng như là hai anh cũng đã nhận lời mời tham dự chương trình. Hay là em xin phép được anh Cảm ơn bên ban tổ chức nhé, là đã hosting được đông anh em đến xem như này. Lần đầu anh nói trước nhiều người như này. Cũng mong hy vọng là không có gì thiếu sót, có gì em cần bổ sung thêm thì liên hệ với mình qua cái email mình để trong slide. Đấy, hoặc là cứ đến IEC Game tìm Tùng Trang là thấy. Rất cảm ơn người lắng nghe nhé. em cảm ơn anh Tùng rất nhiều. Mình cũng rất là cảm ơn mọi người, và cũng lần đầu tiên thì tham dự một cái buổi webinar như thế này, cho nên là
không có gì thiếu sót hoặc là chưa đầy đủ thì mong mọi người có thể gửi phản hồi thông qua chương trình hoặc là email cho mình. Cảm ơn mọi người. Rồi, em nghĩ là những cái chia sẻ của hai anh hôm nay cũng rất là tổng quan và mọi người cũng có thể có được những cái kiến thức như là những cái tips trick hay là chỉ đơn giản là tổng hợp lại được tất cả những cái thông tin mà đôi khi làm trong cái quá trình mình làm việc mình không thể tổng hợp được những cái thông tin đó. Và mọi người ơi, mọi người mở cam và em sẽ xin phép được chụp một bức ảnh thôi. Mọi người đã hẹn đi uống bia rồi. Mọi người mở cam lên thì mới biết gặp nhau để hẹn ra quán bia để gặp nhau chứ ạ. Ôi, em xin phép chụp một bức ảnh nha. Một, hai, ba. Em cứ chụp vài cái thì chụp với em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn các anh. Hy vọng là webinar thì chắc chắn sẽ tổ chức hàng tháng của hiệp hội và đây cũng là cái số đầu tiên của Performance Optimization for Mobile Game thôi. Nên là những cái phần sau, phần 2, phần 3, phần 4 thì hy vọng sẽ vẫn được nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của tất cả các anh cũng như là cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở trong những webinar lần sau ạ. Bye bye mọi người. Và link tài liệu thì em sẽ gửi về email đăng ký của mọi người nha. Link tài liệu và recording của buổi ngày hôm nay ạ. Mọi người có thể hẹn nhau đi uống bia ở trong chat luôn được. Ừ, có thể xem lại qua livestream đấy. Và có cả link livestream YouTube nữa thì cũng đã được comment ở trong phần chat thì mọi người có thể xem lại. Vậy cảm ơn rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.